Chào 500 anh em, hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em cách tôi buộc một con ruồi fleece để câu cá suối. Với con ruồi fleece này, chúng ta chỉ cần có vật liệu đơn giản, dễ tìm là một móc câu từ size 10 đến size 16, một cái lông gà hoặc lông vịt, lông chim, một sợi kim tuyến, là chúng ta đã buộc được một con ruồi vô cùng đơn giản mà những chú cá mương, cá rô suối không thể cưỡng lại được vì sự hấp dẫn của nó. Các bạn cũng có thể thay đổi màu sắc của chỉ buộc, thay đổi màu sắc của sợi lông. Và theo kinh nghiệm đi câu thực tế của tôi và nhiều anh em khác, thì màu sắc chủ đạo của sợi lông buộc làm cánh và sợi kim tuyến quấn cơ thể con ruồi fleece là màu trắng hoặc màu vàng sẽ hấp dẫn các loại cá suối nhiều hơn trong quá trình buộc ruồi. Các bạn cũng có thể sáng tạo, thêm bớt các chi tiết khác để tạo ra những con ruồi fleece mang phong cách của chính mình, và đó cũng là điều thú vị nhất trong bộ môn câu cá bằng mồi ruồi fleece. Cảm ơn 500 anh em đã xem video, và nếu thấy video bổ ích thì hãy để lại một like. Nếu có điều gì thắc mắc hoặc góp ý hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận. Và anh em hãy chia sẻ video để những người khác cũng biết đến bộ môn này nhé. Xin chào và chúc anh em lên nhiều Google.